Chào mọi người, hôm nay lại tới một vlog mới. Vlog này không đua xe, cũng không chăm xe, mà em rất là hào hứng muốn chia sẻ về GoPro. Thường thì GoPro em sử dụng cái này mượn của bạn Long. Cũng lâu rồi bạn Long cũng dùng đây nè. Thì lâu lâu em được quay mấy cái bằng cái GoPro. Nhưng mà nó bị dở một cái là mỗi lần em quay ở trong trong xe á, thì thường mấy cái xe mà độ bô hay xe thể thao á, thì nó cái tiếng bô nó trầm, nó hơi ù, nó ù cái xong rồi là cái tiếng nó thu vô đây rất là nhỏ, cho nên nhiều khi em cũng không thích lắm, nên là cứ ít, rất là ít dùng. Với lại em thích là hồi xưa em có cái strap mount đeo trên trán á, thì dù mình để mình làm gì đó mình không có cần phải cầm hoặc đeo trên ngực, nhưng mà nó bị cái là nó không có cái stabilize, kiểu như nó không có gimbal á, nó rất là tưng, thì sợ mọi người coi rất là chóng mặt, cho nên cuối cùng muốn quay cái gì là phải có một người quay. Là ví dụ như có cái gimbal của bạn Long luôn, cái gì của bạn Long á, bạn Long không lấy, mình cứ để đây hoài. Anyway, cũng cảm ơn bạn Long. Đây cái GoPro Karma gắn vô, gắn vậy đó. Thì không lẽ mà ví dụ mà mount strap thì gắn lên vậy, gắn lên đầu vậy là khỏi làm luôn à, bởi vậy hơi bất tiện. Còn cầm thì được, nhưng mà cuối cùng là cũng có một tay à, thì nhờ người khác quay. Nếu đã nhờ người khác quay thì cầm cái DSLR camera luôn, có cái micro ở trên thì rất là ngon, thu âm tốt hơn cả trăm lần này về hình ảnh không. Nhưng mà vừa qua, ngày hôm qua thế giới mới ra bản GoPro 7. Ồ, rất là thích. Nó có cái Hyper Smooth thì em đã mua về đây. Nó có Hyper Smooth tức là giống như nó tích hợp gimbal ở trong đây luôn. Mình em đã coi mấy cái clip review trên mạng rồi, mình không cần phải cầm cái gimbal. Nói chung nó tích hợp thì đương nhiên có thể là sao bằng cái gimbal này được, nhưng mà nó chỉ cần hỗ trợ thêm so với này đã mừng rồi. Đây là cái GoPro 5. Thì hôm nay em rất là hào hứng chạy ra Phú Quang là mua. Bác ấy đã hỗ trợ em tư vấn các thứ, giảm giá cho em mấy phụ kiện, các thứ rất là đã. Xin chân thành cảm ơn Phú Quang kỹ thuật số. Đây là GoPro 7 brand new. Giờ mình bóc ra thử. Thật ra hồi xưa em có mua cái GoPro 3 rồi, Black Edition, cái này 7 Black luôn, còn tem đàng hoàng. Có cái chốt này nè. Thôi cứ lùm lùm ra đi. Cái gì? Nhẹ nhàng được. Giật nó ra. Mình sẽ review cái này nhưng mà không có giống kiểu như là các bạn chuyên về tech review đâu. Tại vì mình không có rành về review. Tem FPT này, móng cái tem này ra, móng tem này ra để làm cái gì? Cũng như không à, cũng lôi từ dưới lên. Ồ, vậy cái tem này chi ta? Cũng lấy ra được nè. Ta-da, Black Edition GoPro 7. Cái này có gì ở đây? Sách hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sử dụng. Tem rồi, cho được cái cáp pin đế hít, không phải hít mà dán, không dán đâu dán. Rồi remove cái này ra, xong rồi đẩy cái này ra, rồi được cái này. À thiếu cái à, nghe nói cái này giờ chống nước là xuống nước luôn nha, thả xuống nước như là iPhone được luôn, không có phải là cần một cái case mà trong suốt. Cái case đó thì rất hay, ví dụ mà chạy xe gió rất là lớn thì cái case đó sẽ giảm ra gió, thì cái mình thu cái âm thanh nó tốt hơn. Này, cái này bỏ pin. Không biết sao cái GoPro 5 của Long cái pin nó rất là mau hết, chắc là nó bị tới rồi. Nghe nói là cái mic microphone của cái GoPro 7 này nè,
là nó cũng improve về có thêm tiếng trầm. Nhiều khi mình thu tiếng bô xe nó thiếu tiếng trầm, tiếng mid cũng tốt, mà tiếng high cái tiếng treble cũng tốt luôn. Thì nhớ bỏ đâu nhỉ? À đây, gà quá. Này lúc nào không có sẵn xong kết nối vô cho nên là không biết. Rồi, đúng rồi. Thông cảm, không có móng tay. Bệnh rồi đó. Rồi. Không. Ê, tại sao có con rùa ở đây? À. Phải tháo ra nữa. Bóc tem, bóc tem. Rồi. Màn hình này nó siêu chống chạy không ta? Nó giống kiến Godzilla, giống iPhone rồi. Lên. Yeah. 7 black. Tiếng Anh. Có tiếng Việt không ta? Vì đây. By using a term GPS tạm off GoPro app. Không có gì. Setup. Rồi xong. Yeah. Low light có luôn. Stabilization auto. Mình sẽ test những cái chức năng này sau đó. Có quay 4K luôn. Ồ, 4K mà lên được tới 240 frame luôn. Ghê vậy. À không có đâu, 4K chỉ 30 frame thôi. Đại khái là khá vui. Cảm giác là cầm cái 7 á nặng tay hơn cái 5. Mình thì chưa có cái 6 cho nên không biết cái 6 nó làm sao. Nhưng mà để coi nó nặng hơn, thật sự là nó nặng hơn cái gì. Ở đây làm là cái gì cũng chính xác, đánh bóng chính xác, chăm sóc từng micron, cho nên là mình kêu nặng thì mình phải bỏ lên cái cân này. Thằng này là 113 gram. Giờ cái 7, à cái 7. Ồ, 115 gram. Vậy là đâu có xê xích nhiều đâu. Mà sao mình cầm thấy nó nặng tay hơn. Mình không thể cảm giác được 2 gram đâu. 115, 113, nặng hơn 2 gram thiệt hả? Ừ, đúng rồi. Vậy là chính xác là nó nặng hơn 115 với 113 có 2 gram à. 2 gram mà mình cảm giác được hả? Vô lý. Rồi, ok. Kệ nó, coi như là nặng hơn 2 gram, không đáng kể. Giờ mình test thử cái 7 với lại cái 5. Quay cùng một điều kiện là 720, 50 frame per second wide angle. Cái này thì 720, 60, nó không có 50, biết tại sao. Cái 7 thì nó 60, cái này thì 50 frame per second, nhưng mà nó xem. Xong rồi em cầm em đi vòng vòng coi nó làm sao. À hả, chạy đó. Giờ mình đi vòng vòng vậy. Quay xe này coi. Sao nó bên trái này nó chết dữ ta. Này cái đèn nó chết quá. Chắc là 60 frame per second thì nó bị chết. Vô thằng này coi. Ô, xe đẹp quá. Đang đi bình thường. Bản này là orange hat. Cái màu sắc ở trên này nhìn nó cũng hơi khác nữa. Cái màu sắc ở trên này nhìn hơi khác nữa. Không biết trên cái camera có pick up được không. Hai màu sắc bên này trắng, bên này nó vàng. Vàng nó đúng hơn, cái màu đèn ở trên này màu vàng. Rồi, ok, xếp lại rồi, lát hồi mình coi lại cái footage đó coi làm sao.